Sau khi lập đỉnh mọi thời đại vào hôm qua, giá vàng trong nước sáng 13 tháng 3 quay đầu giảm theo giá vàng thế giới. Vào khoảng 8 giờ 45 phút, tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty VNG niêm yết vàng SJC ở mức 79,9 triệu đồng một lượng mua vào và 81,9 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 200.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán so với cuối giờ chiều qua. Cùng thời điểm, tại Hà Nội, công ty SJC cũng giảm 300.000 đồng cả hai chiều mua và bán, còn 80,2 triệu đồng một lượng mua vào và 82,22 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng những 4 số 9 sáng nay cũng được điều chỉnh giảm mạnh. Công ty SJC giảm 600.000 đồng chiều mua và 550.000 đồng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, còn 68,3 triệu đồng một lượng mua vào và 69,6 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 600.000 đồng cả hai chiều mua và bán, giao dịch ở mức 69,48 triệu đồng một lượng mua vào và 70,78 triệu đồng một lượng bán ra. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng nay giờ Việt Nam giao dịch ở mức 2.157,7 đô la Mỹ một ounce, giảm khoảng 20 đô la Mỹ so với chiều qua. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 64,5 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 17,7 triệu đồng một lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 4 số 9 khoảng 5,1 đến 6,3 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới quay đầu giảm do lạm phát của Mỹ tăng trở lại trong tháng 2 và nóng hơn dự báo. Điều này dẫn đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ khó cắt giảm lãi suất. Cụ thể, theo công bố của Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ vào rạng sáng 13 tháng 3, chỉ số giá tiêu dùng toàn phần tăng 0,4% trong tháng 2 so với tháng 1 và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.